góc vườn âm nhạc. C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant. Cùng với nhiều nghệ sĩ Canada hát tiếng Pháp như Isabelle Boulay hay Lara Fabian, Natasha St-Pierre dành khá nhiều thời gian để đi hát ở Paris, nơi cô có một lượng khách hâm mộ đông đảo trung thành. Thành danh tại Pháp từ đầu những năm 2000 nhờ hợp tác với hai anh em tác giả Goldman, Natasha St-Pierre nhờ hát nhạc kịch trong thời gian đầu mà có được thêm nhiều kinh nghiệm sân khấu. Khuôn mặt của Natasha St-Pierre không còn gì xa lạ đối với khán giả Pháp, nhất là năm nay cô là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi nhảy Dance with the Stars của chương trình khiêu vũ quốc tế Dance with the Stars, phiên bản tiếng Việt là Bước nhảy hoàng vũ. N'as-tu pas honte de me voir au milieu des hommes? N'as-tu pas honte? Moi qui chéris, c'est la madone. Toi qui connais le pire, tu n'as encore rien vu. Je peux me coucher, me déshabiller, me laisser aller. Je peux les toucher, les embrasser, les caresser. Sinh trưởng tại bang New Brunswick ở Canada, Natasha đã bắt đầu đi hát từ năm 2008 và ghi âm đĩa nhạc đầu tay năm cô mới 12 tuổi. Sau những bước đầu đầy hứa hẹn tại quê nhà, sự nghiệp của Natasha đạt đến tầm vóc quốc tế khi vào năm 17 tuổi cô được chọn đóng một trong những vai quan trọng của vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris của hai tác giả Luc Plamondon và Richard Cochante. Hồi tưởng lại giai đoạn này, cô đã từng ghi âm nhạc phẩm Le Temps des Cathédrales, Kỷ Nguyên Thánh Đường, trên loạt tuyển tập nói về đức tin của những người theo đạo Chúa. Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares, et en porte de la ville, laissez entrer ces païens. Cùng với đoàn kịch Nhà thờ Đức Bà Paris, Natasha đã lưu diễn Canada và Vương quốc Anh, tạo cho cô cơ hội gặp gỡ và hợp tác ghi âm với các nhóm tác giả nước ngoài. Sau khi đại diện cho nước Pháp nhân cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision vào năm 2001, Natasha thực sự vươn cánh bay cao khi hợp tác với nhóm sáng tác của nam danh ca Pascal Obispo. Cùng nhau, họ thực hiện 5 album phòng thu và hầu hết đều đã thành công lớn trên thị trường khối Pháp ngữ. Trong đó có những sáng tác mới của nam danh ca kiêm tác giả Calusheru hay các bản ghi âm La Ba của Jean-Jacques Goldman. Trong 2 thập niên đi hát tại Pháp, Natasha St-Pierre đã cho phát hành 13 album phòng thu, trong đó có tập nhạc gần đây nhất là album nhạc Giáng sinh phát hành hồi cuối năm 2023. Dites-lui qu'il y a une fille qui pleure, qui a mal et qui prie et qui meurt. Dites-lui tout ce qu'il m'a promis, lui qui m'a épousé et trahi. Giai đoạn thứ nhì trong sự nghiệp của Natasha bắt đầu từ năm 2012 trở đi, khi cô hợp tác với nhiều tác giả khác và như vậy thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ngoại bút Pascal Obispo. Đây cũng là giai đoạn Natasha tham gia vào khá nhiều dự án ghi âm tập thể,
hoặc các album song ca với thế hệ đàn anh như Enrico Macias, Jorge Voisin, Claude Dubois, và nhất là với nam danh ca người Bồ Đào Nha Tony Carrera khi họ cùng ghi âm lại bản song ca Sous le Vent từng ăn khách trước đó qua hai giọng ca thần tượng là Céline Dion và Garou. Comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Còn trong lĩnh vực nhạc kịch, Natasha St-Pierre từng ghi âm lại các giai điệu ăn khách nhất trích từ hai vở nhạc kịch của tác giả người Pháp Félix Gray. Lối diễn đạt đầy sức thuyết phục của cô đã lọt vào tai nhà sản xuất người Anh Steve Mack. Ông là người đã mời Natasha hợp tác với nhóm Il Divo khi ban nhạc này lên kế hoạch ghi âm một album chuyên đề nhạc kịch. Natasha đã được mời hát chung với nhóm Il Divo nhạc phẩm Aimé, các khúc chủ đề của vở nhạc kịch truyền tình Romeo và Juliet của tác giả Sarah Presgurvic. Nhạc phẩm này từng được tác giả Nguyễn Trần Tuấn Kiệt đặt thêm lời Việt thành bản nhạc mang tựa đề Yêu Là. Yêu là vượt qua những nhọc nhằn, yêu là dìu nhau trong khó khăn, chắp cánh bay vượt gió ngàn cách ngăn. Yêu là vượt qua những băn khoăn, yêu là thời gian sẽ vô cùng, yêu là nhịp đôi chân bước chung, mãi có nhau để tháng ngày gắn nhung. Yêu là từng giây phút bao dung. Tuy mới ngoài 40 tuổi nhưng thật ra Natasha St-Pierre đã có đến 30 năm tay nghề. Sau khi sinh con, Natasha đã muốn dành thêm thời gian cho gia đình, và như vậy cô vẫn tiếp tục hoạt động nhưng lại chọn những dự án ít buộc cô phải xa lánh mái ấm gia đình. Trên những album gần đây, Natasha không còn chọn nhạc pop mà lại thiên về những dự án với lối hòa âm phối khí, giao hưởng thính phòng. Những giai điệu với phần nhạc đệm gần như bán cổ điển là hợp với lối diễn đạt của Natasha. Trau chuốt từng câu, nhẹ mà vững nhịp, làn hơi mềm mà vẫn mạnh, luôn rõ chữ tròn vành. Một trong những chất giọng đến từ vùng đất lạnh mà hơi ấm ngập tràn, biểu cảm nồng nàn. Cette envie qui me manque, c'est simplement toi qui manque ma vie. Les sentiments que je planque, c'est simplement toi qui manque ma vie. Le sentiment que tu manques à ma vie, et je me fais un son d'encre pour t'écrire que tu manques à ma vie. Que veux-tu? Le temps est venu, tout te revient. L'amour poison qui s'insinue, qui s'insinue. Cette envie qui me manque, c'est simplement toi qui manque ma vie. Les sentiments que je plains, pour t'écrire que tu manques à ma vie.